Rồi em chào cô bác anh chị em. Thì hôm nay em giao dịch kim mao về Cà Mau với Bạc Liêu, em dư được 2 thùng về em bán lẻ. Đây giờ rất là đẹp luôn nha. Đây là con kim mao nuôi 45 ngày là 3 kg ngoài nha mọi người. Dịch rất là lành luôn. Đây. Thì anh chị em khu vực Cà Mau, Bạc Liêu có cần giống thì em giao tặng nơi luôn nha. Hỗ trợ đầu ra luôn. Đây. Đây, dịch rất là đẹp luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này nha.